Bên dòng C1 đã bắt đầu có bản tốt. Bên kia là Minia, AG và Persia. Bên mình cũng là có một Max C. Cái bài Max C này sẽ bài lên 4 siêu sớm với cá với nhẹp như thế. Cái bài Max C này bài sẽ mở lên 4 siêu sớm. Vâng, thực ra con Mark này lại tốt, lại tươi. Nhưng bây giờ mình rơi vào vị trí kiểu như con Gatha chẳng hạn. À không, Gatha này vẫn có hot, nói chung cái con thì cứ có hot là được. Nên vốn có hot và rơi vị trí của Hoa Mi thì đều tuyệt vời. Xong cái thế trận quân chúng ta đang là 3 chén tuyển. Bên kia là Min, AG, Yamato và Persia. Gunny gặp Min trong trận này. AC là của Sen Club. Đối phương gọi con Yamato, thực ra con Yamato lại con thế nhất anh em. Con Ria của Tiểu Tử Long, vâng, tức là tú xuất. Thì sẽ là cái con mà cảm giác xem nó yêu nhất. Và Tịnh Văn cũng là một người cầm pơ trong trận này. Đối phương cũng là hai chém, một chém cùi và một chém tuyển. Thực ra con ý của tôi map khác nó ba, nhưng cái map này thì cảm giác gặp hai ban nó giống như kiểu con gặp bô. Chúng ta không chờ bài vở thôi, bài quy tang có bãi quả như hưu đâu. Quy tăng gần thêm một tầm 3 voi trong bài pan này. Có bài pan hồi phải chém đầu cành xi măng chứ nhầm. Và một pan khác của quýt. Quýt lần này chúng ta có hai pan một canh. Cũng là một bài 7-4 đưa về. Quýt vẫn chưa thấy thêm đồ ăn gì cả. Persia Teo một bài mà Teo cũng đang có hưu voi đưa về. Thêm 7 ưu phụ nâng cho bài Persia của Luan Teo. Lượng gỗ đang chưa đủ. Thiệu đang rất là nót con voi này về. Nhưng trước đây đi một tình huống mà con voi đủ đèo hơi dốc. Ăn thêm mấy ưu giữa hai nhà, giữa nhà Quýt và nhà Tiêu trận này. Đây là mấy ưu to, mấy ưu ít nhất là 6 con đã thấy rồi. Vâng, đây là Max C. Chúng ta không hy vọng bài Max C này kiểu bằng thế nhà khung. Bằng 27 nông dân. Theo đó bài chết hai dân nhưng vẫn sẽ là kích chín. Chết dân là tình huống con voi đổ đèo. Con đổ đèo khoảng tầm 8 tầng dốc. Và không phải là 8, phần 7, phần xong đê chế đến một cái. Một cái rất hay là thực ra những con dốc mà Bắc Minh nhất nó cũng chỉ là 7 tầng. Không có tầng dốc thứ 8. Vâng, chết hai dân nhưng vẫn sẽ là kích chín cho bài Persian này. Còn đầu cánh cái này xi măng. Cái bài xi măng cũng đang có dấu hiệu kích chín. Và đang cơ cấu cho mình một chiếc hốc cực kỳ Bắc Minh để cho bài pan đầu cánh này. BM. Vâng, BM với BL. Sẽ là 9 phút 48 giây ra. Vâng, 9 phút 50 giây cho bài pan đầu cánh này. Cái bài xi măng cũng chỉ có một voi về. Từ đầu còn thấy thêm bãi quả. Nhưng ép đời đang cực kỳ khép. Quýt bên này cũng đã là người kích đời. Một map 3 con chém đang cực kỳ đột biến.
Vâng, tiểu bên này đang gặp Yamato và Chi Mang gặp Mobun. Còn Tinh Văn là người được cầm pơ trong trận này. Quýt không biết là Quýt đang có linh cảm của Cam. Quýt không biết là Quýt đang phán đoán như nào nhở. Tình huống vừa rồi Quýt chạy thẳng ra cái chỗ khu vực mà M2 ra Nga. Vâng, Quýt nhận thấy chỉ số do M2 là bài ra Nga. Quýt đang đi tìm bằng được. Và rất kinh nghiệm từ Cam Quýt. Hay. Để ở bên này tham 24. Còn Chi Mang bài đầu cánh tạm thời vẫn đang chỉ một PL từ Pan thôi. Và tập trung ra ruộng cũng củ P là Persian của bố này sẽ tịt. Bằng 1L 1A. Bằng 1L 1P 1A thì sẽ chuẩn bài. Như vậy L2 luôn. Mang đang rất tự tin dòng cả nắng sóc đặc đảo của mình. Ở về từ Quýt DAC sẽ không thi đấu. Quýt đang có hai game thủ xem Grab bên kia đang ra Nga. Tiếp tục cắt dân lên. Quýt trận này có lẽ khoảng tầm đến 4 giờ phút 18. Quýt sẽ tìm bằng được những đơn vị dân lên cắt lên để ra Nga cho bài M2 này. Cho Hoàng Nguyên Tâm Vàng đây là màu 6. Dân của Tếu không phải là dân của M2. Chi Mang tham này là 30-20, 21. Hoàng Nguyên sẽ người đánh cung A trận này. Sóc vừa đủ cung A thôi. Mình nghĩ rằng lượng cung A trận này thì vừa đủ. Bởi vì đối phương có Yaper, Min và AC. Một AC ra Nga này. Gunny sẽ là anh cung A duy nhất trong trận này. Và Min Oan chủ lực. Vâng, Tê bên này. Màu 3 đang có một con chém chạy vào nhà anh Bách nhá. Màu 3 có một con chém đang chạy vào nhà Hoàng Nhi. Khoảng tầm một con chém của màu 3 và màu đỏ đang chạy vào nhà Hoàng Nhi tuần này. Rồi màu 1 là bài mà Gunny đang thu hốc. Và Minoan thu hốc thì liệu rằng đến 4 có sớm bằng Max Zer hay không. Tham lại chúng ta đi. Quyết tham lại 8 vẫn đang truy sát màu 2 này rất gắt. Quyết tâm là không cho màu 2 này thi đấu. Chỉ mang bên này có lẽ cũng sẽ ít nhất là cần với Persian bên kia màu 4. Tôi không biết là Persian màu 4 chết nhiều dân chưa nhỉ. Mang lầu bài vẫn chưa lên từ xe đâu. Còn Quýt đang tạm thời còn cần 2 ông tới này. Thắng phay cả màu 4 cũng như chăn nhà ra Nga màu 2. Vâng, màu 1 Gunny bắt đầu loạn nhà. Vừa rồi nó Quýt đang chèm đến nhà thứ 3 rồi. Đi đâu với cả nhà thứ 3 thì cả Quýt ở nhà màu 4 đang tạt vào. Đây là Lạc Đạp Phương. Vâng, những vài bé quá thất. Quá thất dành cho những vài bé của Gam Quýt trong tình huống vừa rồi. Và màu 4 này chết chạy được lượng lạc đà. Và về quá hay của anh Tu này cảm giác như nào khi nhìn Cam Quýt vậy nghe người quá chất lượng từ những pha vẻ của Cam Quýt. Hai kia vẩy ra rất nhanh và Tinh Văn đang trả ra bằng việc chết toàn bộ lượng bạc. Năm nay Quýt vẫn đang là 29. Năm nay Bách đang cơ cấu và có lẽ sẽ người nhận đồ bơm thôi. Đào vàng nhận đồ bơm, thậm chí trận này cứ sắp sâu quân nào chút nữa cũng được. Đến kia không ai có quân cả. Vâng, xem thử vâng màu 1 Gunny có ra Nga hay không thôi. Thế bảo vệ màu 3 Yamato vẫn đang khỏe. Bài màu 3 đang sóc rất nhiều bề. Toàn đặc đảo bên mình thôi. Yamato đang có khoảng tầm 3 con đặc đảo. Nếu đang vào chặn màu 2 nhà ra Nga. Chăm sóc rất kỹ nhà màu 2 xem grab trong trận này. Vâng, Quýt tham 32 màu 2 sau khi tích góp được đường đá khá đang bắt đầu hình đầu và lên xem màu 1. Màu 6 chém cơ tếu kìa. Thôi từng ấy là được rồi, anh em nghĩ là Quýt kê được. Còn Quýt sẽ kê được. Còn BK, còn đồ dòng như lên bột.
36 giờ. Đều bảo vệ ở ngoài đánh toàn P rồi. Một cái bài mà Gunny mình đang dự xem. Ở Gunny có cái cửa chính nhất là dâng Nga ở nhà của Hoa Mi thôi. Cần do tìm bắt cái hướng dẫn dâng Nga ở nhà của Gunny. Chúng ta sẽ không chiến thắng. Khi Hoàng Nhi đã người sắp dựa kích bồn. Hoàng ăn rất nhiều vào trận này. Quýt sẽ người nhiều đồ âm trần được 2 pan. Cảm giác 2 pan hôm đồ quá mắc binh đi. Cả xi măng và Quýt là người bơm bơm đồ. 2 pan hôm vàng cũng như bơm thực không hề mất thuê. Có lẽ đang thở này thì đối phương cũng nhận thấy nhà Hoàng Nhi là người đâm đồ rồi. Cũng biết Hoàng Nhi lên vốn. Nhưng liệu rằng biết làm một chuyện nhưng để làm được, làm được những điều gì đấy gây tác động lên nhà Hoàng Nhi này rất khó khi đang được sự bảo kê của hai pa. Quýt và Dì Mang là những người sẵn sàng về cứu cho game thủ Hoàng Nhi. Và Quýt tham 34 đáng nhất quyết được không do 1-2 thì đầu văng sen grab trận này cả mấy Sĩ An đang cực kỳ khổ. Hoàng Nhi đang bị màu ba lọt vào tơn khá khá thôi, tơn này giặt vào lọt sẽ làm cho Hoàng Nhi hơi mất tay thôi. Rồi giật công A vào bắn tạm thời, có lẽ Hoàng Nhi hơi mất tay một chút, lượng vàng đang dồn lên rất nhiều. Và vòng một còn cũng đi đoạn và màu tám với đủ chính năng đang có các tơn gì đấy đang xô tảo vào nhau một tơn này chăng. Khi mà nhận thấy rằng màu một này không nhiều cung A, không nhiều cung A từ mùa 1. Nếu tạm lại 17 sẽ kết hợp cả chính năng giết luôn tên này. Quýt tham 38 đang xa được khi nhà do nhà Hoàng Minh Nhi bị đủ nhà tên bằng những quần chém của bộ qua. Ở 87 trên 192 một tình huống đi quân rất ảo thử qua khi mà không có giỏ. Còn chạy thẳng vào nhà của Hoàng Minh Nhi. Rất may đây lạc đà cam Quýt anh rồi thôi. Ở tầm này vâng, bên kia thì mình nghĩ là Minoan của Gunny là người sẽ lên bồn. Đáng lẽ ra thì màu 3 này sẽ người nhận đồ bơm và lên bồn, nhưng không, màu 3 đã bị giãn chết rồi thì kẻ nó cao thì Gunny sẽ người lên bồn. Còn thực ra thì cái nhà màu 3 nếu như còn nhà sẽ là bơm cho màu 3 lên nhà lên bồn chắc là hơn. Bằng kích giáp sau, lượng vàng đang hơi đuối trời con Maxi này. Bằng 6-18 lúc dần từ Gani và Gani cũng đã là người lên bốn một pha nổ ra sẽ về hồi. Bằng chính xác hơn là hồi tại nhà thì cũng được. Vâng, quan trọng là Hoàng mình sẽ lên hot thần và đẩy sớm. Anh fit các nhà còn lại lên giáp sau cũng như là Max C thì không có đầu vào cũng như không có chặt gỗ ba, còn đánh công nghệ duy nhất là đầu vàng thôi. Màu một đã lên bốn nhưng thế nhà Gani trận này cực kỳ xấu. Hoàng Nhi đang muốn sang đen nhà ba, không cho ba này hồi. Vâng, 76 đông dần, 12% giò. Giờ này thì Hoàng Nhi sẽ là người cắm hot xung quanh nhà, nhìn xem vị trí dâng ca thôi. Hãy đánh cao thủ, với cao thủ thì đối phương không có thất quân đập đôi. Đối phương cũng có kiểu thất quân kiểu như là thủ man hay là em hay gì cả. Như vậy Gunny đánh ca thủ nhà trong thế trận của đối phương là toàn những quân kiểu quân vàng thôi. Nó không có quân gì nó quá đặc biệt cả. Vâng, tham Hoàng Nhi đang là 119/172. Hot thần sắp kích rồi. Bài của Gunny đang đứng ca thủ trong thế trận đối phương không có quân đập đôi gì cả, hoàn toàn là Minoan, Aegean và Yamato và Persian thôi. Yamato mùa 3 đã bày nhà nhưng mình nghĩ rằng mùa 3 tầm này đang hồi. Hãy cùng chuyển qua những bài khác, xi măng vẫn đang khỏe, cái bài ban đầu canh. Tham lai 47/56. Quýt tham lai cũng tầm ấy, hai pan đang bơm một trần lực cho Hoàng Nhi lên hot thần sớm. Cũng như Quýt sẽ là người hồi và mùa 4 đang hồi vị trí. Mùa 4 này đang hồi vị trí rất hiểm. Rất may xi măng đã phát hiện ra điều ấy.
Quýt đã giật sâu về đây vừa rồi. Vâng, vừa rồi cũng như là cái này không phải là giật về rồi. Mấy gì chắc hơn là bung rộng ra và bung dần ra sắp phép bản đồ. Hãy cùng quay lại Hoàng Nhi để xem những pha đi hot. Hot thì vẫn chưa là hot thần, nói chung ta đang phải sóc quân, có lẽ Hoàng Nhi đang kích chơi thì phải. Mình cảm giác lực của hai pan này vẫn thừa sức nuôi Hoàng Nhi lên hot thần sớm. Vâng, thêu sức người đốt hết ruộng đường màu 3 thì không cho ban hồi. Màu 3 6 giờ. Bởi ghi auto để nguyên vòng ruộng hồi lại rất nhanh thôi. Tầm này sang khả năng cao nó... Đấy, đang hồi rồi. Màu 3 đang hồi tại nhà cũ. Vâng, Hoàng Nhi đang dìm tơn hot cực kỳ to lên cùng này. Hot đã là hot tần. Với con Maxi này thì cái nhược điểm của nó không có tật gỗ 3 cũng như là đầu màu, nhưng nó vẫn là hot tần, lượng đam vẫn là khỏe hơn. Vâng, đam khỏe hơn cũng như máu trâu hơn. Còn giờ này chúng ta cố gắng đưa được quýt lên 4. Là chiếc nắp quan tài, đóng chiếc nắp quan tài cho bên kia thôi. Thực ra đối phương không có quân gì để 4 quá là nguy hiểm cả. Mi Đoan đánh vàng. Yamato của màu 3. Liệu rằng có đủ lượng vàng cho màu 3 này đánh hot hay không? Vâng, Zimang đang góp mặt liên tục, góp mặt trên những điểm nóng trên bản đồ. Đi cùng với cả hot thần của game thủ Hoàng Nhi và đẩy bay nhào qua tên này. Tên này đốt ruộng đi. Màu 3 đã lên 4 xong. Và màu 3 là Yamato. Quan trọng là quản vàng thôi. Cái map này quan trọng nhất là quản vàng đối phương. Bởi đối phương là những loại quân không có quân gỗ đời 4. Cả Mi Đoan và Yamato đều là những loại quân rất cần vàng. Bên nào chiếm nhiều vàng hơn thì bên này sẽ giành chiến thắng. Cũng như Quýt là người đã lên xong 4 trưởng. Vâng, Quýt tham lai 76. Và Yamato nhưng tầm Mi Đoan nó xong ít cũng 3, nó vẫn nuôi được. Nói chung Yamato ổ 3 này mình đánh ra vẫn là cái bài khỏe. Bởi vì một là bài bơm đồ rất nhiều. Vâng, một cái thế trận đầy 4 mà đối phương đang Sài Gòn đang co cụm lại hết vào khu góc 3 giờ. Toàn bộ vàng trên bản đồ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đặc biệt là pan của Simang sẽ là người lên đầu vàng, đi ăn vàng bơm đồ cho bách. Vâng, màu 4 lên tảng hot thần à. Đâu tinh văn chẳng hù được thôi, hù được. Chắc là phù được thôi. Để màu 4 là người gặp Persian trận này. Vâng, Simang báo về đang bị đẩy. Và có lẽ rằng Hoàng Nhi sẽ giật về và đỡ nhà cho Simang tên này. Một bài pan mà thoải mái bơm đồn cho Simang. Vâng, Simang tham lai 53. Nhưng quan trọng là có đến khoảng tầm là 40 thằng dân pan trong tên này. Anh em cảm giác 40 dân pan nó ngang với khoảng tầm là 70 dân bình thường. Cảm giác 70 thằng dân mà nó bơm đồn quá là bắc bình. Và Căn Lý đang đi lỗi quần. Quan trọng là đối phương đang co ngụm lại vào góc 3 giờ. Và lượng vàng trên map này đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chí Mang sẽ đi ăn vàng. Có một đồ chân được cho Hoàng Nhị lên chặt gỗ. Anh bắt đầu bánh kiểu to khỏe được dài rồi. Kích luôn cả đầu màu. Quýt tam lai 83. Vâng, Hoàng Nhị tam lai 167. Vâng, đang đi chiếm vàng. Xi Măng sẽ người mà lên bồn. Đang nhận được rất nhiều đồ bơm rồi. Một pha mà bơm tất tay khoảng tầm 1500 thực đến từ Hoàng Nhị. Phong cách bơm đồ quả thật quá là bắc bình. Thì đây là hai bãi vàng mà không cho một bàn. Cái điểm yếu đối phương là quần vàng. Đối phương đều là những cái quần hơi bị quần vàng thôi. Và Hoàng Nhị mình nghĩ là sẽ biết cách. Vâng, bơm rất nhiều đồ cho Chi Mang lên bồn. Vâng, nhưng tên này tên đỏ to, có lẽ tên này nên phải lùi và chờ Quýt về tổ chức quầy bắt. Màu 3 đã bắt đầu di hot để ăn vàng. Vâng, màu 3 đang bắt đầu di hot cao lên để ăn những bãi vàng trước cửa cái hốc 3 giờ. Chi Mang cũng đã người kích bồn. Đang quản vàng màu 1 cũng như chiếm nguyên bãi vàng này. Đứng hot kê rồi. Màu 3 cũng đang khá kinh nghiệm khi đứng toàn bộ hot đứng kê hai bãi vàng kia. Để ăn được vàng. Và trong hot hai bãi vàng kia thì Yamato nó sóc được rất nhiều hot.
Và Gunny đang muốn chiếm bãi vàng này trong 12 giờ, 1 giờ vẫn còn rất nhiều vàng này. Wow, Gunny đang đẩy lại một ba thơn. Và màu ba góc sau giờ đang bị đẩy lại. Nếu tham lại 69 vẫn là bài bơm đồ trần lực thôi. Bơm đồ cho Tiêu. Làng cao tớ vẫn phải nhờ đến những con voi của Ronald Tiêu trận này chắc. Còn vẫn đang cực kỳ căng thẳng khi mà dần dần đi bên phía Sài Gòn. Sau thời điểm đầu tiên co cụm lại vào 3 giờ thì tầm này đối phương đã khỏe và bắt đầu di quân ra để chiếm những bãi vàng. Cái chất quân thì Hot Yamato có lẽ là người nhỉnh hơn. Ở bên mình là ba nhà, bốn nhà đều là thế trận 14. Màu 3 đang đi đối Hot không, màu 3 vẫn đang khá tỉnh trong pha giải Hot. Còn trận này phải đánh thật hay vào bởi vì cái Hot thần Max Z và Hot thần Yamato nó giống như kiểu vào cung giờ Babylon và cung giờ Egypt. Ở lượng máu cũng như tầm da chúng ta thua thiệt hơn. Sẽ phải điều thật kéo, thật hay trong đợt này. Anh đã đầy rồi, đang đứng rất nhiều hot vị trí ấy. Đang bơm đồ cho Theo cũng phải cần đến những con voi phơ trong trận này. Nhưng quan trọng nhất là bãi vàng trên nhà xi măng, chúng ta phải làm cách gì đấy để ăn được hai bãi vàng kia. Vâng, quan trọng nhất chúng ta phải bằng cách gì đấy, phải chiến được hai bãi vàng vị trí góc 1 giờ. Bằng hai bãi vàng mà giúp cho những con voi của Theo sẽ có rất nhiều hơn. Rất nhiều vàng. Vòng màu 3 cũng đang nhận thấy sự quan trọng của bãi vàng kia. Và màu 3 cũng đang dần dần di chuyển hot sang mặt nhà xi măng rồi. Hai bãi vàng mang tính chất sống còn cho cả hai bên trong trận đấu này. Persian của Tiêu đã lên 4 sau. Nhưng lượng vàng tầm này chúng ta đang phải là người đi chiếm. Tầm này lượng vàng không đủ dư giả nuôi cho Tiêu được. Thực gỗ thì có lẽ chúng ta nhiều. Ở mình ở đó cũng lên 4. Có cái thế trận mà mặc dù đối phương rất nhiều hot rồi nhưng phương vẫn có vàng rồi, muốn này đến một đánh coi hay sao? Chúng ta cũng chờ xem. Trận đấu trận này đánh về lâu về dài chúng ta có hai pan là những loại con gỗ còn hết vàng. Và mình nghĩ là có nên thủ ca không nhỉ? Ca bây giờ vẫn còn đây không? Rất nhiều hot tầm này phải có hoàng như sang, không có hoàng như mặt bên này là khê. Bắt dần những con hot lẻ của bà. Quýt đang bắt được mặt bên dưới. Mặt bên trên xi măng dẫn dài. Tên này cũng biết ra được không nhỉ? Ở tên này rất căng đấy, mặc dù đã bung ra nhiều nhưng hot đối phương đang đứng cái đây rất đẹp. Em nghĩ đến lùi lại giữ quân không nhỉ? Lùi lại giữ quân và chờ hoàng huy đến hay không? Ông này Quýt đang muốn thiêu luôn tên này. Lùi lại giữ quân, chờ hoàng huy tới. Bằng tanker thì phải có sự góp mặt của những con AD bắn chùa, những lượng đam bắn chùa. Còn tầm hơn một kích hot, hai kích hot của hoàng huy đang di tất trang mặt bên này, chiếm bằng được hai bãi vàng này. Cả hai bên đều đang nhận thấy tầm quan trọng của hai bãi vàng này trong trận này. Hai bãi vàng sẽ giúp cho lượng voi của Persian bên nào nhiều hơn. Lượng hot của bà Hot Yamato nó quá là rẻ. Hot Yamato nó quá rẻ, trong bài của bà này vừa lên 4 vừa nhận đồ bơm cũng như vừa ra ruộng tại nhà. Vâng, làm tơ một tổ chức quay bắt nhưng tuần này liệu rằng mình vẫn chưa linh cảm. Liệu rằng bắt cái công và chúng ta vẫn phải chờ. Xi măng cũng như là Quýt sẽ sổ vào bắt tơn sau trước. Xi măng khoan đã vào. Vâng, xi măng khoan đã vào nhỉ? Vâng, xi măng vào luôn. Bách dí vào, tầm này dí vào rồi. Cả ba nhà chúng ta và những con đạp đôi đang là những tanker. Và hot thần lượng đạp ngang nhau đang bắn chùa. Chí sát vào tuần này và tổ chức quay bắt. Hot chí sát vào. Xi măng đang đạp cũng đạp. Và cả Quýt cũng đạp như thế, bắt toàn bộ lượng hot này bằng dùng hot Yamato. Nhưng mà lượng quân chúng ta đông hơn. Tuyệt vời. Một tuần hot bắn ống ngốn của đối phương khoảng tầm 7.000 vàng trong tình huống này. Chúng ta đổi đạp đôi lấy hot. Có quyền đổi. Chúng ta là con gỗ. Ta lại hơn rất nhiều. Mặc dù là đôi nằm xuống ở Quýt và xi măng không hề ít nhưng ta là những quân viên có quyền thiểu. Bắt được khoảng tầm 7.000 vàng của Oba trong tình huống vừa rồi. Còn 7.000 vàng hơi qua. Khoảng tầm độ khoảng tầm 2 full 2 kích hot. 50 con hot. 50 con hot và 52 thực 60 vàng. 56, 30, 3.000 vàng. 3.000 vàng của màu 3 đã bị ngốn trong tình huống bắt quân vừa rồi. Vâng, Pan thì có giáp 6. Vâng, Pan thì có giáp 6 nhưng trong cái thế trận mà kiểu toàn kiểu quân hot như này, đánh nhau với các công giờ và hot như cung A thì có lẽ rằng giáp 6 là cái điều chúng ta không cần thiết. Lại tiếp tục có tầng lượng mà 4 vẫn có vàng nhiều nhỉ.
Vào 4 vẫn có vòi. Vâng, trước đấy là một tờn tổ chức quầy bát rất tốt của Hoàng Duy cũng như Cam Quýt và Zima. Nhưng lượng vàng bên nhà đối phương vẫn đang nhỏ. Và đây là một tờn lọt ảo, tờn đạp cực kỳ ảo từ những tỷ Hoàng Quýt. Cần phải mang đạp đôi ra trải Zima ơi. Hoàng Duy Zima cũng phải trải rồi và giữ hot. Tối ưu hóa cái lượng vàng của những con hot thần, tránh việc chúng ta để mất hot quá nhiều. Hôm nay mỗi con hot đều mang giá trị cực kỳ to lớn. Trải được từng nào cứ trải. Chúng ta là quân gỗ, chúng ta có quyền thiêu trong những pha đầu quân như này. Quýt đang muốn đi vào một tổ chức quầy bắt. Màu ba đang rút lui nhưng vẩy hẹ tự làm Quýt. Không cho chúng rất đông nha, có voi kìa, lùi 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 lùi. Rất đông đấy. Hòa như có con thì phát hết sang đây đi. Ở đây có sự có mặt của những con voi của O4. Vâng, quay sang máy thêu thêu đây rồi, tao lại 174 trên 196. Chiếc nắp quan tài nó đang sừng sững như những vị thần trên bản đồ. Voi nó đang đi sừng sững như những vị thần rồi. Đây là một tôn rồ vào. Và liệu rằng cái lượng máu của mỗi con voi 600. Đây là những con voi pơ anh em ạ. Vâng, đây là voi pơ, cái tầm này nó không có cửa cho con nữa nhà. Không bao giờ có cửa xin phép như thế. Màu ba đang giật quần về. Voi pơ có cả bẹt từ vị đoàn của Gani. Nhưng liệu rằng lượng vàng có đủ cho Gani rất nhiều bẹt hay không. Voi đang tràn vào từ từ phía. Mặt bên kia đấy Quýt cũng đang rồ lên rồi. Vâng, vùng lên tổng tấn công bằng dứt điểm trận đấu trong giờ này. Được ăn cả và ngã thì về mò. Giờ này khả năng giữ voi nhỉ. Rồi thiếu đi không thiếu. Xi Mang đang động viên là bảo là thiếu đi không thiếu gì vàng cả. Vâng, Xi Mang tam lai 2.300 vàng. Vâng, thiếu tam lai 169 một tình huống đầu quân mà thiếu không hề giảm tam lai nào cả. Và dí sát vào cơ sở làm ăn đối phương còn quân. Nhưng ruộng nương đang tan hoang hết lên rồi. Mặt bên kia thì Quýt cũng đang làm. Quýt cũng đang đạp tung tóe hết cả lên hoàng như sẽ người thủ nhà ông dẫn này. Bạch sẽ người thủ nhà. Cũng như tìm xem có nước dưa chút vàng nào còn sót lại bên này. Sẽ ăn hốt. Nếu đang lọt vào ruộng chính của tân ta đang bị cắt quân. Thì có lẽ là ruộng chính đối phương đang lủng. Lực đối phương sẽ giảm. Còn chúng ta là hai nhà chúng ta nhớ ruộng một tân nhỉ. Anh em nhớ ruộng hết một tân nào. Tránh trường hợp chảy ruộng trong những tân như này. Đang nhận rất nhiều đồ bơm. Ba đồ quá là kinh khủng. Xi Măng vẫn đang giữ cho mình hơn 2.000 vàng. Có một tình huống một voi đi lẻ nhưng nó đang làm cho mặc dù ta bị bắt quân bằng có con cung tê. Tầm cảm giác cung tê bắn vào con voi cảm giác nó gãi thật. Quýt sẽ luồn thật khéo vào. Mặc dù chúng ta nói chung đối phương cảm giác là quân đồng thật nhưng mà ruộng nương đối phương đang tung hết, tung ra đây lên rồi. Lực sẽ là yếu. Đối phương lại giữ quân bắt quân rồi. Quýt đang nhận thấy lượng gỗ đối phương yếu. Quýt đang chơi cái trò đạp hết e. Không cho đối phương có gỗ để thầy e sắp quân. Quýt tham lại 157. Trận đánh về lâu về dài chúng ta có hai quân gỗ. Có hai quân gỗ. Vâng, ruộng nương đối phương đang cực kỳ loạn nhà. Co cụm lại vào khóc chết. Vâng, thấy trận này 41 kiểu nhìn cái cách chiếm map của anh em mà Hà Nam nói chung. Đấy, cách của Hoàng Nhiều Quýt chiếm map nói riêng. Chúng ta vẫn đang tin tưởng vào trận thắng đang cực kỳ sáng rồi. Khi mà đối phương đang co cụm hết vào góc 3 giờ. Còn toàn bộ cái tài nguyên trên bản đồ đang thuộc về nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Vâng, một tơn giảm speed chết rất nhiều dần rồi. Vâng, bên phía Sài Gòn vẫn đang cố gắng dây dụa khi nhận thấy lượng quân đối phương vẫn còn. Nhưng dân lấy đâu ra đỡ mà chơi bây giờ. Năng hình con trâu, cũng biết con này con trâu hay con bò anh em nhỉ. Anh em gọi con trâu hay con bò. Nói chung là nó là một cái để cho chúng ta ít khi trái ruộng hơn. Lượng máu của ruộng con trâu hơn. Đạp bẹt, tầm này đạp đôi thiêu bẹt thì lại quá còn gì. 10 con đạp đôi đổi lấy một con bẹt cũng được. Đại vàng đang cực kỳ can rồi. Gani đang phải giải quân ra khắp nhà để kia nhà. Nếu đang công mặt kia. Quýt đang cố gắng thiêu. Nói chung chúng ta chết quân chúng ta vẫn sóc được. Còn đối phương bài loạn nhà. Bằng lượng thực đối phương không hề nhiều. Và màu 8 Xi Măng đang có tên luôn sát phép vào đồ. Nhìn trên map con anh em thấy màu 8 Xi Măng. Hãy cùng chuyển qua máy Xi Măng tuần này. Vâng, rất nhiều dân đây là bãi vàng màu 3 vẫn đang còn này. Rất đông đặc vàng. Vâng, vẫn còn bãi vàng nhưng tầm này màu bạc không thể ăn được. Xi Măng đang có phân một tơn vào luôn vào giữa cái khe. Vâng, đúng vào ngay giữa cái khe. Dập một tơn vào bằng lượng hot tầm này màu 3 chết một con hot đặc son lắm. 5 con đạp đôi đổi lấy một con hot chúng ta cũng đổi. Và chúng ta chết thì chúng ta lại xong. Vâng, đút sâu vào. Tách sâu vào đường chính đối phương tuần này. Màu 3 đang có những pha vẩy bè. Hơi đáng tiếc khi đạp đôi vẫn chỉ là công 4, đạp đôi này đạp đôi công 7, tốt quá. Mang vẫn đơn giữ cho mình là 900 vàng.
Vâng, Măng vẫn đang giữ giúp mình là 900 vàng, nhưng quan trọng lại trên map con anh em bây giờ đánh DC. 14 anh em chỉ nhìn map con thôi. Tếu đang đi như một vị thần, đang di chuyển như một vị thần giữa bản đồ. Vâng, Gunny đi dài rồi. Trong một thế trận 14 mà gần Sài Gòn đang cố gắng dãy dụa trong thế trận 14 có tịt hoàn toàn rồi. Toàn bộ bản đồ cũng như lượng tài nguyên chúng ta đang kiểm soát. Mấu chốt nhất là tình huống một boy quay bắt tận hết của cả bóng ba. Cả Di Măng, cả Cam Quýt và Hoàng Nhi đã kết hợp với nhau bắt được tận hết của bà cực kỳ quan trọng. Bài bóng ba bài sắp toàn hết thôi. Vòng một trận đấu chúng ta giành chiến thắng, nhưng vẫn phải dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của anh em Sài Gòn trong trận này. Cái ổ này anh Mách mới ở đấy buồn rộn đá cái gì mà làm hai buồn à.